Rất vui mừng được chào đón quý vị đang đến với giờ đọc truyện hôm nay trên kênh YouTube của giọng đọc xứ Cờ Hoa. Mến chúc quý vị cùng gia đình một ngày mới thật tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Giọng đọc xứ Cờ Hoa nơi đây xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi giọng đọc trong suốt thời gian qua. Ước mong quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và ủng hộ cho giọng đọc nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Quý vị ơi, cũng xin đừng quên hoan hỷ nhấn chuông subscribe đăng ký kênh và giới thiệu cho bạn bè cùng người thân biết đến giọng đọc xứ Cờ Hoa nữa nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và giờ đây, giọng đọc xứ Cờ Hoa mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của truyện dài Cha Con Nghĩa Nặng của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúc quý vị có những phút giây nghe truyện thiệt là thoải mái. Chương 5. Anh em thương nhau. Hương thị Tào tẩn liệm chôn cất thị Lựu rồi, bèn đóng cửa trước, cửa sau nhà con rể lại, chặt chìa và đem sách cháo về bên nhà. Ông ta còn phải lo mướn xe trâu chở lúa của Trần Văn Sửu về sân mà đạp. Vì mấy bữa lộn xộn, không ai gìn giữ, ăn trộm gánh lúa bó hết một mớ, nên ruộng của Trần Văn Sửu tuy làm trúng, song đạp rồi lường thử thì lúa hộp có 150 dạ mà thôi. Trả lúa mướn xe, mướn đạp rồi thì còn có 110 dạ, mà trong số ấy phải đong cho chủ điền 90 dạ, còn dư được 20 dạ. Hương thị Tào xuống nhà bà Hương Quảng Tồn là chủ ruộng mà xin bà cho người lên lấy lúa ruộng. Bà Hương Quảng Tồn vừa ngó thấy Hương thị Tào bước vô cửa thì hỏi rằng: Nghe nói thằng rể của chú nó đánh con gái chú chết, sao đó vậy chú Hương? Thưa, con gái tụi nó bị đánh chết, mà sắp nhỏ nó nói mờ ớ nên không có dám chắc là ai đánh. Người ta nói thằng rể chú nó gây lộn với vợ nó, rồi nó đánh con nọ chết, sao mà chú nói không chắc? Dạ thưa bà, họ nói như vậy đó mà tôi không có thấy nên tôi không có dám nói chắc. Nói chứ ai? Thằng coi bộ nút nít mà nó hung dữ ha. Chú đừng có nghe lời người ta mà nghi cho Hương Hào Hội như vậy thì tội nghiệp nó. Hương Hào Hội có thù oán gì với con gái chú mà nó giết con nọ? Thưa bà, thằng cháu tụi nó khai sao với quan với làng mà họ bắt Hương Hào Hội đó chứ tôi có biết đâu. Nghe nói thằng rể chú nó nhào xuống sông cái tự giận rồi phải không? Dạ thưa phải, họ vớt thay nó trên dàm Dũng Liêm á. Quan có đòi tôi lên mà nhìn, mà cái mặt nó cá ăn sức hết rồi, tôi có biết sao mà nhìn. Tôi nói bướng đặng cho làng họ chôn nó cho rồi chứ. Đáng kiếp lắm! Hung dữ thì phải chết chứ sống làm sao được. Còn nó làm mấy chục công ruộng của tôi bây giờ tính sao đây? Thưa bà, tôi xe lúa dày đạp xong rồi hết rồi, xin bà cho người lên lấy. Chú đông lúa ruộng rồi còn dư được chút đỉnh gì hay không? Thưa, dư được có vài chục dạ. Ủa? Nghe nói ruộng nó làm đó năm nay trúng lắm mà. Dạ trúng, mà điều mấy bữa lộn xộn họ gánh lúa bó hết bồn hả? Thằng rể chú nó có con hay không? Thưa có, vợ chồng nó để lại ba đứa, hôm nay tôi đem về tôi nuôi á. Có đứa nào lớn không? Thưa thằng lớn được 12 tuổi. Chú nghèo mà chú nuôi tới ba đứa cháu ngoại sao cho nổi? Thưa phải ráng chờ bỏ nó cho ai bây giờ? Thôi thì ta đỡ thằng lớn đặng nuôi hai đứa nhỏ. Vợ chồng nó mới chết mà đỡ con của nó như vậy nghĩ cũng tội nghiệp. Nghèo thì phải vậy, chứ tội nghiệp giống gì? Thưa để thủng thẳng coi. Như chú tính cho ở thì tôi mướn giùm cho. Tôi cũng cần dùng mướn thêm một đứa nhỏ coi trầu. Hương thì Tào nín thinh không trả lời.
uống nước, ăn trầu rồi, ông ta từ mà về. Bà Hương Quảng nói để sáng bữa sau sẽ cho người lên lấy lúa và căn dặn như có tính cho cháu ở coi trâu thì bữa nào dắt nó xuống cũng được. Đồng lúa ruộng rồi còn dư được 20 dạ. Hương thì tào về để dành mà nuôi sách cháu. Cái nhà của Trần Văn Sửu bỏ hoang, con nít lối xóm lén tới phá, làm đứt vách hư cửa hết. Hương thì tào giận, mới kêu Trùm Sóc mà bán lại 15 đồng bạc. Ông ta lấy số tiền ấy làm vốn mua đồ thêm mà bán. Trong trí thầm tính, làm như vậy đặng té lời chút đỉnh mà sắm ăn, sắm mặc cho mấy đứa cháu. Năm nay Hương thị Tào đã 50 tuổi rồi, tóc đã bạc hoa râm, răng đã rụng hết vài cái. Ông ta lăn lóc làm nuôi sắp cháu ngoại. Khi bồng thằng Sung đút cơm, khi dắt con Nguyên đi tắm, ai thấy như vậy cũng động lòng thương. Hồi trước, ông ta cũng có hay thị lựu tư tình với Hương Hào Hội. Ông ta thường cao có dứt bận con, mà hễ nói ra thì con nó mắng tước. Bởi vậy, ông ta ghét không thèm nói nữa. Đến chừng, ông ta thấy thay con chết nằm trơ trơ, mà lại nghe con chết vì cái thói gian dâm ấy, thì ông ta đã không thương tiếc nổi con, mà cũng không phiền trách thằng rể. Có đêm, sắp cháu ngoại đã ngủ, ông ta trong đèn ngồi một mình. Ông ta dòm thấy chúng nó thì động lòng, nên rưng rưng nước mắt. Ông ta khóc đó là tại ông ta buồn tuổi đạo nhà, chớ không phải thương nhớ con hư. Thằng Tí lớn hơn hết, ông ngoại nó mắc mua bán, tự nhiên nó phải săn sóc hai đứa em nó. Tuy là em cũng đồng em, song ý nó lại thương con Nguyên nhiều hơn, nên nó tắm rửa, giặt áo, giặt quần cho con Nguyên thường hơn. Bổn tánh nó trầm tịnh, ít hay nói, ít hay cười, mà từ ngày mẹ nó chết, cha nó mất rồi, thì nó càng chim bỉm, không chịu chơi bời với con nít lối xóm. Phận nó như vậy, mà thấy con Nguyên đi chơi nó cũng không cho. Nó thường nói với em nói rằng, em là con gái, đi chơi làm gì? Đợn bà con gái mà hư là tại đi chơi đó đà. Nói cho em biết à. Tội nghiệp cho thân Hương Thị Tào. Không rượu trà, không bài bạc, cứ lo mua bán hàng ngày. Nhưng vì cái vận không có nên mua không gặp chiều, bán không gặp giá, lẫn quẩn làm ít tháng thì cục vốn. Trong nhà tiền bạc eo hẹp, sắp nhỏ quần áo lang thang, lại rủi thêm thằng Sung đau ban, thầy cho uống thuốc lầm nên ban nhập cốt, thằng nhỏ chết. Tuy Hương Thị Tào biết là dấu tích nhút nhơ của thị lựu, nhưng vì ông ta nghĩ nó là con nít, không có tội lỗi chi, nên ông cũng thương nó như hai đứa lớn. Nên nó chết, ông ta cũng thương tiếc lắm. Nhà càng ngày càng nghèo, thằng Tí tuy còn nhỏ, song nó thấy gia đạo của ông ngoại nó bận chật, nó cũng buồn. Một buổi chiều ăn cơm rồi, nó nói với Hương Thị Tào rằng, không biết ai chịu mướn đặng tôi đi ở với họ. Hương Thị Tào nghe cháu khi không mà nói như vậy, thì lấy làm lạ, nên ngó trân trân mà hỏi rằng, tại sao mà cháu nói nhường vậy? Có tại sao đâu. Tôi muốn đi ở đợ cho họ đặng ông ngoại lấy tiền mà mua áo mua quần cho con Nguyên nó bận. Ông nghèo thì ông chịu, chứ ông đem cháu mà đỡ cho người ta sao mà đành. Mình ở làm công cho người ta thì ăn tiện có sao đâu mà không đành. Ở đợ cực lắm, cháu tưởng sướng hay sao? Ăn đồng tiền của họ, họ bắt làm lá dạ, mà họ còn đánh còn chửi nữa, có dễ vậy đâu. Tôi không có sợ, mình ở cho người ta thì phải lo làm công chuyện. Ai biểu làm biến màn chi cho họ đánh, họ chửi. Tôi lớn rồi, mà ở nhà không có làm việc chi hết, nên tôi muốn đi ở với họ đặng khỏi tốn cơm ông ngoại, mà ông ngoại còn được lấy tiền nữa. Hương Thị Tào ướt nước mắt, bỏ đi ra đằng sau, không nói chuyện nữa. Thằng Tí chau mày, ngồi ngó theo, mặt buồn hiu. Trong mấy ngày sau, thằng Tí cứ theo năn nỉ với ông ngoại nó đi kiếm chỗ cho nó ở. Hương Thị Tào thiệt không nỡ đợi cháu đặng lấy tiền mà ăn. Nhưng vì trong nhà túng rối quá, mà cháu cứ theo thôi thúc hoài, nên cực chẳng đã, ông ta mới nói với nó rằng. Hôm tháng hai bà Hương Quảng toàn có hỏi ông mà mướn cháu ở coi trong.
Thôi thì để trưa ông xuống ông hỏi coi bà còn muốn mướn nữa hay là không. Hương thì tàu đi xuống Phú Tiên, đến chiều ông ta về mà nói rằng: Bà Hương quản chịu mướn cháu ở đặng coi trâu, mà bà cho một năm có 12 đồng. Ông năn nỉ xin thêm bà mới chịu tăng lên 15 đồng. Mà cha chả mà coi trâu tuy là không cực, xong gian nắng dầm mưa tối ngày ở ngoài đồng cháu chịu nổi không? Sao lại chịu không nổi? Ở ngoài đồng chơi vui chứ. Mà giàu có buồn cũng không có hại gì. Cháu buồn mà ông ngoại mỗi năm lấy được 15 đồng bạc. Cháu tưởng ăn 15 đồng bạc của người ta dễ lắm sao? Cực chẳng đã chờ ông có muốn chi vậy đâu. Hương thì tào nói mà ứa nước mắt. Thằng Tý đứng suy nghĩ một hồi rồi hỏi rằng: Bà Hương quản đó già hay trẻ vậy ông ngoại? Sòn sòn mà. Bà có dặn bữa nào xuống ở hay không ông ngoại? Bà biểu ngày mai đem cháu xuống. Rồi chừng nào ông ngoại lấy được bạc? Bà có nói hễ làm giấy ở xong rồi thì bà cho lãnh bạc trước. Được đó đa. Ông ngoại lấy tiền rồi mua giải mai cho con Quyên một cái áo, một cái quần đặng nó bận. Còn bao nhiêu thì ông ngoại để mua đồ mà bán nhân hôm ông ngoại. Mấy lời nói chẳng phải cao xa chi đó, nhưng mà ý trung chứa nhiều nghĩa, làm cho Hương Thị Tào nghe thì cảm xúc vô cùng. Ông ta bỏ đi ra đằng sau, không thể nói chuyện với cháu nữa được. Nãy giờ con Quyên đứng nghe ông ngoại nó nói chuyện với anh nó. Tuy nó không hiểu chi hết, song nó cũng biết ông ngoại tính đem anh nó đi ở với người ta mà giữ trâu, như sắp chăn trâu lối xóm nó vậy. Nên chừng Hương Thị Tào đi ra đằng sau thì nó nắm tay thằng Tý mà hỏi rằng: Anh đi ở đâu lận anh hai? Ở dưới nhà bà Hương quản á. Bà Hương quản ở gần hay xa? Không có xa gì, ở dưới xóm Phú Tiên á. Ra khỏi đây dòm theo bờ lộ thấy xóm ở phía dưới đó. Anh đi rồi chừng nào anh về? Một năm lận. Một năm là bao lâu? Một năm là 12 tháng. 12 tháng hả? Tôi đi theo ở với anh được không? Sao được? Qua mắt giữ trâu làm sao qua coi chừng em? Con Quyên đứng suy nghĩ, bộ mặt coi buồn hiu. Thằng Tý thấy vậy bèn nói rằng: Em ở nhà với ông ngoại, để qua đi ở với người ta đặng lấy tiền mua bánh cho em ăn, mai quần áo cho em bận nghe hôn. Tôi ở nhà chơi với ai? Có ông ngoại đó làm chi. Em nhớ hãy qua đi rồi, em ở nhà đừng có chơi với đứa nào hết. Nếu em không có nghe lời qua thì qua giận lắm đó đà. Tôi chơi với thằng Ngò được không? Đừng, không có được. Nó là con trai mà chơi với nó làm gì? Ở nhà buồn quá hả? Tôi muốn đi với anh. Không có được đâu. Em ở nhà, hễ ít bữa qua về qua thăm, qua kiếm ổi, kiếm mận qua cho em ăn. Anh đi giữ trâu hả? Anh cởi trâu được hay sao? Được chứ. Qua cởi trâu của thằng cổ hoài à, em không có thấy hèn sao? Hai đứa nhỏ nói chuyện tới đó, kế Hương Thị Tào kêu thằng Tý mà sai đi mua tương đàn ăn cơm. Đêm ấy, thằng Tý nằm trằn trọc hoài ngủ không được. Một lát nó vuốt phe mặt con Quyên, trong trí lộn xộn, đã lo về nỗi không biết ở đợ với người ta ra thế nào, mà lại buồn về nỗi để em ở nhà bơ vơ nữa. Qua ngày sau, ăn cơm bữa mai rồi, Hương Thị Tào gửi con Quyên cho thím giàu ở một bên đó, rồi đóng cửa lại mà dắt thằng Tý xuống Phú Tiên. Lúc ra đi, thằng Tý hung em nó hai cái và nói rằng: Thôi em ở nhà cho qua đi nghe hung em, ít bữa nữa rồi qua về qua thăm. Nó nói và nó cười, mà nước mắt nó chảy rưng rưng. Con Quyên đứng ngó anh nó, tuy nó không khóc, song mặt nó buồn nghiến. Trong làng Trung Nghĩa, từ dòng Ké xuống Phú Tiên, có một mình bà Hương quản tồn là giàu lớn hơn hết. Năm nay bà mới 48 tuổi, mà bà quá chồng đã được 10 năm rồi.
Hồi chồng bà mới chết thì để lại cho bà có 150 mẫu ruộng, mà bây giờ ruộng của bà và của chồng bà đứng bộ cộng hết thảy trên 200 mẫu. Bà để làm 300 công, còn bao nhiêu bà cho mướn, mỗi năm bà góp lúa thường thường từ 5.500 tới 6.000 dạ. Bà đã dỡ cái nhà cũ, cột cây, vách ván mà cất lại làm nhà mới, và bà cất cái nhà trên 3 căn, nền đúc vách gạch, giá đáng 5-6.000 đồng. Nhà bà trở cửa ra lộ Vĩnh Long, đi Trà Vinh. Trước nhà có một cái sân lớn, bên tay mặt có một cái nhà vựa 5 căn, đủ đựng 6.000 dạ lúa. Bên tay trái có một cái chuồng trâu, 3 căn đủ nhốt 6 con trâu lớn với 2 con nghé. Tuy cái sân bà bỏ trống chứ không có trồng cây chi hết, nhưng mà phía ngoài, dựa theo lộ, bà có trồng một hàng keo cắt ngọn bằng phẳng để làm rào. Phía sau, kế nhà dưới, bà có trồng mấy liếp rau, mấy hàng chuối, mấy cây ổi, mấy nọc trầu. Còn hai bên trái nhà thì một bên bà trồng 3 cây mận trái sai quằn, một bên bà trồng 2 gốc xoài, năm nào cũng trổ bông mà không đậu. Bà Hương Quảng Tồn giàu có mà không khổ khắc. Tuy bà không tính ngưỡng đạo nào, song bà biết thương kẻ nghèo hèn, bà hay giúp người hoạn nạn. Tánh tình bà như vậy mà chẳng hiểu vì cớ nào bà có 2 người con. Người con lớn là cô Hai Phiên, bà gả cho thầy Thông Cam làm sở bách phần bên Mỹ Tho. Cô xuất giá đã 7 năm rồi mà không có thai nghén lần nào hết. Còn người nhỏ là cậu Ba Giai, năm nay 17 tuổi, bà cho lên Sài Gòn học, cậu cứ bỏ trường mà đi chơi hoài. Bà giận, bà bắt cậu về, cậu lại ăn cắp 3.000 đồng bạc, rồi đi mất gần 1 năm rồi, không thèm gửi về nhà một bức thư nào hết. Hương Thị Tào dắt cháu xuống ở đợ với bà Hương Quảng. Khi bước vô tới sân, thằng Tí thấy cảnh vật lạ quắc, nhà cửa cao thì trong ngực nó hồi hộp, cặp mắt ngó giáo giác nên chân vấp nhầm cục đất. May nó níu ông ngoại nó kịp, chứ không thì phải té nhũi. Hương Thị Tào không dám vô cửa trước, bắt đi dọc theo hè, chỗ mấy cây mận đó mà vô nhà sau. Bà Hương Quảng đương nằm trên võng, ngó thấy ông cháu Hương Thị Tào bước vô, thì bà ngồi dậy mà chào hỏi rằng: "Chú Hương nó xuống đây, thằng nhỏ này phải không?" Hương Thị Tào cóm róm xá bà và đáp rằng: "Thưa phải, hôm qua bà biểu bữa nay đem nó xuống ở nên tôi dắt nó xuống ạ." "Còn nhỏ dữ ha, năm nay nó mấy tuổi?" "Thưa 12 tuổi. Bà bước lại ván ngồi têm trầu mà ăn, rồi ngó thằng Tí mà hỏi rằng: "Thằng nhỏ này, mày tên gì vậy hả mày?" "Thưa tên Tí." "Ở với tao thì phải ở cho tử tế, đừng có gian tham, đừng có liến xáo. Tao đánh chết đôi đà, nghe không?" "Dạ." "Tao có 6 con trâu, mà một mình thằng học nó coi không xiết. Từ rài sắp lên mày chia với nó, mỗi đứa 3 con mà coi. Bữa nay trâu mắt đi đục đất cài, để chiều thằng học nó lùa dậy rồi mày coi. Thở nay mày có giữ trâu cho ai không?" "Dạ thưa không." "Trâu tao dễ lắm, phải cần ăn cho mập, hễ bỏ ốm thì phải đòn đó đà." Bà Hương Quảng kêu con ngói là đứa ở nấu ăn, mà biểu nó chạy lại đằng xóm mượn biện thi qua làm giấy giùm cho Hương Thị Tào. Giấy làm rồi, Hương Thị Tào điểm chỉ cũng xong rồi, bà Hương Quảng mới lên nhà trên mở tủ sắt, cất giấy và lấy 15 đồng bạc mà đưa cho Hương Thị Tào. Hương Thị Tào ngồi chơi một lát rồi tự tạ mà về. Ông ta thấy thằng Tí đứng sớ rớ giữa cửa, mặt mày buồn so, thì ông thưa với bà Hương Quảng rằng: "Thưa bà, nó còn có 2 anh em mà nó thương nhau lắm. Nó xuống đây ở với bà, chắc là con em nó nhớ nó. Vậy lâu lâu có rảnh xin bà làm phước cho phép nó dạy thăm em nó." "À được, em nó bao lớn?" "Thưa 6 tuổi. "Không có hại gì, bữa nào rảnh nó muốn về giây lát mà thăm em nó thì tôi cho phép nó đi."
Hương thì tào xá bà rồi bước ra cửa mà nói với theo thằng Tý bằng giọng bẹo bạo rằng: "Thôi à, cháu ở đó nghe, ông về đó." Thằng Tý ngó theo ông ngoại nó, muốn gửi lời về dặn em nó đừng đi chơi, mà nó nghẹn trong cổ, không nói được. Bà Hương quảng bước lên nhà trên, rồi kêu con ngói lên nhổ tóc ngứa cho bà. Thằng Tý ở dưới nhà sau có một mình, nó buồn nên đi ra sau vườn, rồi đi vòng ngoài sân mà chơi. Nó ngó thấy cái chuồng trâu là chỗ từ rài sắp lên nó phải lân la hàng ngày. Nó phải dọn dẹp hốt quét cho sạch sẽ, thì trong lòng nó không vui. Nhưng mà nhớ tới ông ngoại nó mới lấy của người ta hết 15 đồng bạc, thì nó nói thầm trong trí rằng: "Mình nghèo phải cực chứ. Mình cực, em mình mới có áo, có quần mà bận. Ông ngoại mình mới có tiền mua gạo nấu cơm cho nó ăn. Nếu mà mình muốn sướng, ở nhà thả đi chơi như bầy trẻ, thì lấy chi mà nuôi em mình? Cha mẹ mình chết hết rồi, ông ngoại mình thì già yếu, mình là lớn, mình phải làm mà nuôi em chứ." Thằng Tý đương ngồi giữa cửa chuồng trâu mà suy nghĩ như vậy, thình lình con ngói cất tiếng kêu nó ôm sầm ở phía sau. Nó lật đật chạy vô. Con ngói nói rằng: "Tao tưởng mày trốn rồi chứ. Bà biểu mày lên quét nhà trên. Kia kìa, lấy cái chổi dưới sàn kia, lên mà quét đi." Thằng Tý riu riu lấy chổi đi quét nhà. Mặt trời gần lặn, hai người bạn lớn ở ngoài ruộng đi về, quần áo ướt lôi ngôi. Cách một lát, thằng Học lối 13-14 tuổi lùa bầy trâu về nữa. Nó vừa thấy thằng Tý thì hỏi rằng: "Mày ở coi trâu với tao hả? Phải như vậy không? Được à, để tao chia ba con trâu đi trước đó cho mày, nghe không? Ba con đó nó hiền lắm." Nó và nói và cười, chằn cái miệng lòi hai hàm răng trắng sát. Thằng Học bỗng tánh vui vẻ nên thằng Tý mới gần nó một lát mà đã ưa nó rồi. Sáng bữa sau, hai đứa nó thả trâu đi ăn. Thằng Học phụ đỡ thằng Tý cởi con đực pháo, còn nó cởi con cái chim. Trâu ăn dọc theo bờ ruộng, thằng Học ngồi trên lưng trâu hò hát nghêu ngao, còn thằng Tý thì ngó mông lên phía dòng ké, trí nó tưởng tới em nó hoài. Giọng đọc xứ cô Hoa xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi đọc truyện ngày mai nhé. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc.